Trời Trời. ơi, ok, đã. Người Mỹ sốc bởi sự đối đãi của gia đình người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bắc News. Các bạn thân mến, trong hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam, anh chàng người Mỹ tên là Dustin sở hữu kênh YouTube với hơn 800.000 người theo dõi đã có cơ hội trải nghiệm những điều tuyệt vời tại Thanh Hóa, một tỉnh thuộc khu vực phía Bắc Việt Nam. Tại đây, anh đã có những trải nghiệm đầy thú vị và bất ngờ. Video này sau khi đăng tải đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã nhận về hơn 300.000 lượt xem và bình luận của netizen quốc tế. Họ vô cùng ngạc nhiên tại sao người Việt có thể thân thiện và cởi mở với khách du lịch như vậy. Tôi chưa bao giờ thấy sự chào đón nồng nhiệt và lòng hiếu khách như vậy ở bất kỳ nơi nào khác. Và còn nhiều bình luận tích cực, những lời khen ngợi về con người và đất nước Việt Nam. Họ cho rằng văn hóa Việt Nam có sức hút đặc biệt và có thể chạm đến trái tim của bất kỳ ai, bất kể khoảng cách địa lý hay rào cản ngôn ngữ. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu anh chàng này đã có những trải nghiệm thú vị gì và netizen quốc tế đã dành những lời khen có cánh nào cho Việt Nam nhé. Theo đó, trong chuyến đi này, anh chàng đã dừng chân tại một ngôi nhà sàn truyền thống của người dân tộc Thái. Nhà sàn với kiến trúc độc đáo không chỉ là nơi ở mà còn là biểu tượng văn hóa thể hiện sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên. Tại đây, anh được chào đón nồng nhiệt bởi gia đình chủ nhà, những con người chân chất và thân thiện. Sau đó, anh đã có cơ hội học tiếng Thái. Với sự kiên nhẫn và nhiệt tình của gia đình bác chủ nhà, anh đã học được những câu giao tiếp cơ bản và cảm nhận được sự phong phú đa dạng của ngôn ngữ Việt Nam. Gia đình chủ nhà kiên nhẫn hướng dẫn từng từ từng câu giúp anh hiểu rõ hơn về ngôn ngữ và văn hóa của người dân nơi đây. Đến trưa, anh được thưởng thức bữa cơm đặc biệt với những món ăn đậm chất địa phương như thịt gà đen, măng, cào cào, ong, đậu phộng và mướp đắng. Những món ăn tưởng chừng giản dị nhưng lại chứa đựng những hương vị khó quên khiến anh phải thốt lên: quá đã, cảm ơn mọi người. Đặc biệt, anh không quên đi mua thêm thùng bia để cùng nhắm với gia đình. Sự kết hợp giữa các món ăn và bia cùng rượu quê tạo nên một bữa cơm đầy ấn tượng. Buổi chiều, anh đã có trải nghiệm đáng nhớ cùng gia đình với trải nghiệm câu cá. Đêm đó, anh ngủ lại tại ngôi nhà sàn của gia đình. Không gian ấm cúng, sự quan tâm chăm sóc, gần gũi của chủ nhà khiến anh cảm thấy như đang ở trong ngôi nhà của mình. Điều khiến anh ấn tượng nhất chính là sự đối đãi nhiệt tình, chân thành của người dân Thanh Hóa. Sự hiếu khách, tình cảm ấm áp và sự chia sẻ chân thành đã khiến anh cảm thấy gắn bó, yêu mến vùng đất và con người nơi đây. Đây là một trải nghiệm và là một hành trình khám phá và hiểu thêm về tình người, về nét đẹp văn hóa của Việt Nam. Kết thúc video với những kỷ niệm đẹp, lòng biết ơn của anh chàng người Mỹ và mong muốn sẽ có cơ hội trở lại để tiếp tục khám phá, trải nghiệm và gắn bó hơn với con người và mảnh đất tuyệt vời này. Bên dưới video, dân mạng quốc tế đã để lại những bình luận như sau. Người dân Việt Nam thật hiền lành, chất phát. Thật tuyệt vời khi thấy Dustin được đón tiếp nồng hậu như vậy. Việt Nam thật sự là một đất nước đáng để khám phá. Thật đáng kinh ngạc, tôi không thể tin rằng có nơi nào trên thế giới lại thân thiện và chào đón như vậy. Gia đình người Việt Nam thật sự biết cách làm cho khách cảm thấy như ở nhà. Tôi đến từ Canada, xem video của bạn tôi chỉ muốn lên ngay kế hoạch cho chuyến đi của mình. Video này thực sự làm tôi muốn đến Việt Nam ngay lập tức. Sự chân thành và nhiệt tình của gia đình người dân tộc Thái ở Thanh Hóa làm tôi cảm thấy rất xúc động. Cứ như họ là những người hàng xóm thân thiết, quen nhau lâu ngày rồi vậy. Thật ghen tị với Dustin khi đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi đã xem nhiều video du lịch nhưng chưa bao giờ thấy một sự đón tiếp nồng nhiệt như thế này ở những quốc gia khác. Người Việt Nam thật đáng mến. Ngôi nhà của họ nhìn đơn sơ và rất mát mẻ. Gia đình người Việt Nam thực sự đã làm cho chuyến đi của Dustin trở nên đặc biệt. Video này thực sự cho thấy sự khác biệt văn hóa và lòng hiếu khách của người Việt. Thật tuyệt vời, tôi không thể tưởng tượng được rằng có nơi nào trên thế giới lại đón tiếp người lạ như thế này. Dustin thật may mắn khi có cơ hội trải nghiệm điều đó. Những nụ cười và sự chân thành của gia đình trong video đã làm tôi cảm thấy ấm lòng. Nó cho thấy rằng Việt Nam là một quốc gia mà con người nơi đây thực sự quan tâm đến du khách. Thật tuyệt vời khi thấy những hình ảnh tích cực như vậy từ một đất nước xa lạ. Sự hiếu khách của họ không chỉ tạo ra một trải nghiệm du lịch tuyệt vời mà còn khiến tôi cảm thấy được chào đón. Đó là lý do tại sao tôi muốn khám phá thêm về văn hóa và con người Việt Nam. Video này thực sự đã thay đổi cách nhìn của tôi về Việt Nam. Trước tôi luôn nghe tin đồn người Việt Nam rất xấu tính và không hề thân thiện với người Trung Quốc. Chắc tôi phải đến Việt Nam trong thời gian tới để trải nghiệm xem sự thật như thế nào. Những món ăn rất lạ, không biết cảm giác ăn nó sẽ như thế nào. Nhưng tôi thấy không khí ấm cúng và những lần cụng bia của bạn, tôi thấy bạn hòa tan với họ luôn rồi, thật tuyệt vời. Tôi mà đi xa nhà gặp được gia đình như này thực sự làm tôi cảm thấy ấm lòng. Đây là một trải nghiệm mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên nếu có cơ hội.
Sự hiếu khách và lòng tốt của người Việt Nam thực sự làm tôi cảm động. Video này là một minh chứng cho thấy sự đẹp đẽ và ấm áp của con người và văn hóa Việt Nam. Tôi thấy có vẻ như Dustin đã trở thành một phần của gia đình này. Mong anh ấy có thể quay lại để giúp làm ruộng hoặc dạy tiếng Anh cho cả làng. Nếu gia đình người dân Việt Nam này cần thêm người để câu cá hoặc thưởng thức bia, tôi sẵn sàng đăng ký làm tình nguyện viên, xem video khiến tôi thật thèm thuồng. Với những kỷ niệm đáng nhớ và tình cảm chân thành từ gia đình người dân tộc Thái tại Thanh Hóa, Dustin không chỉ có được những trải nghiệm thú vị mà còn chạm đến trái tim của nhiều netizen quốc tế. Nhiều người tỏ ra bất ngờ với sự hiếu khách và lòng tốt của người Việt Nam, đặc biệt với những bình luận từ dân mạng quốc tế đã thể hiện sự cảm phục và ngưỡng mộ đối với sự đối đãi nồng nhiệt mà Dustin nhận được. Sự giản dị nhưng chân thành trong cách đón tiếp đã tạo nên một hình ảnh Việt Nam thật đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Các bạn thân mến, sự hiếu khách của người Việt Nam từ xưa đến nay đã trở thành một nét đặc trưng đáng quý trong văn hóa dân tộc, thể hiện rõ ràng qua truyền thống và phong tục tập quán của người dân. Từ những ngày đầu lịch sử, khi các thương nhân, sứ giả và khách du lịch từ các vùng đất xa xôi đến Việt Nam, họ đã cảm nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt và lòng hiếu khách của người Việt, đặc biệt là trong các vùng nông thôn và cộng đồng nhỏ. Sự tiếp đón là một biểu hiện của lòng nhân ái và sự quý trọng đối với khách quý. Người Việt Nam thường coi việc tiếp đón khách là một niềm vinh dự và là cơ hội để thể hiện lòng chân thành và sự tôn trọng. Từ những bữa cơm gia đình đơn sơ đều được chuẩn bị chu đáo và ân cần. Việc mời cơm, dâng trà hoặc đơn giản là chia sẻ những câu chuyện truyền thống trong bầu không khí ấm cúng vẫn là cách mà người Việt thể hiện lòng hiếu khách của mình. Trong các dịp lễ Tết, người Việt thường mở rộng cửa để đón tiếp bạn bè, người thân và cả những người lạ từ xa đến với hy vọng mang lại sự ấm áp và niềm vui cho mọi người. Ngày nay, dù xã hội có nhiều thay đổi và cuộc sống ngày càng bận rộn, tinh thần hiếu khách của người Việt vẫn không thay đổi. Từ các thành phố lớn đến các làng quê, người Việt luôn sẵn sàng mở lòng chào đón du khách, đặc biệt là những người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Sự cởi mở và nồng nhiệt trong cách tiếp đón không chỉ là một phần trong truyền thống văn hóa, mà còn là cách để người Việt tiếp tục phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa của mình trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Sự hiếu khách của người Việt Nam dù qua những hành động nhỏ nhặt luôn mang đến một cảm giác ấm áp và gần gũi, khiến cho bất kỳ ai đặt chân đến mảnh đất này đều cảm thấy như đang ở nhà và khi rời đi đều mang theo cảm giác lưu luyến. Điều này đã tạo nên ấn tượng tốt đẹp với du khách, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi đến giây phút này. Hãy like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực sản xuất nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.